eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Ok, chào các bạn, mình là Linh đây. Và hôm nay thì các bạn sẽ cùng mình đến với một cái con hàng cực kỳ là hot trong truy kích, Thompson Gold. Nếu các bạn thấy là cái vẻ ngoài của nó, thực sự là khi cầm trong tay nó cực kỳ là chất luôn đấy, cực kỳ đẹp luôn đấy chứ. Mình sẽ tìm. Đấy rồi. Mục tiêu may mắn đầu tiên. Ai. Vãi. Ôi vãi. Đồ. Hồi đấy mình không biết là may hay là đen nữa. Nhặt ngay được khẩu đen trời ơi, vụt cái chết ngay con sỏ các bạn. Không phải nói nhiều. Đúng không? Nếu khởi đầu như thế là mà ok rồi. Các bạn có thể sở hữu nó ở trong quay là Lucky Box. Lại gặp thanh niên này. Mình nhớ là mình cận chiến nó rồi mà nhỉ. Rồi. Ui, giật mình cái thằng kia. Trời ơi, nó đã lắm các bạn. Quay ở Lucky Box. Ui, đồ to này. Không đến bộ băng các bạn, không đến bộ băng đồ to nhé. Mà đây là đầu và đầu chậm, tức là lực ATK còn thấp. Các bạn quay 50 lần Lucky Box ở đây. Ô này, đùa. Trời ơi, sao hôm nay ngày gì thế này. Đùa. Ôi, thế này không ổn rồi đấy, không phải là Linh rồi. Không còn là Linh nữa rồi. Nó sao mà may mắn vậy cơ chứ. Quay 50 lần các bạn sẽ nhận được cái khẩu này 7 ngày. Tức là hiện tại thì nó vẫn chưa có binh viên đâu các bạn ạ. Tức là thôi kệ đi. Trời ơi, ui béo kìa. Con béo nó nhảy qua, nó không biết mình ở đây đâu các bạn. Kì như kiểu nó nhảy lỡ đà, nó chạy xuống mất đi. Gì vậy? Giật mình luôn, phần đấy cũng hơi giật mình tí. Nhưng mà nói chung là một con hàng nó ngon như thế này cũng nên cầm thử một lần cho biết các bạn. Nhưng mà cái quay lắc các ký bốc chẳng hạn như kiểu shotgun vip thì người ta xông vào, người ta xông sáo, người ta quay đúng không các bạn. Chứ Akaro mình thấy nó cũng rẻ hay ho luôn mà. Thế nên là cũng hơi bị thiệt cho anh em ở điểm này. Nếu mà các bạn không thích hiến máu với cái khẩu Akaro dở hơi thì đợi khi nào truy kích bán vip viết. Thì cũng sắp tới cùng lắm là nó sẽ cho vào kho vàng các bạn. Kho vàng hoặc là... Ừ, mình nghĩ là kho vàng luôn. Trời ơi, nó đã phê vãi luôn các bạn. Nếu em có bài nhạc nữa này thì... Bóp luôn. Các bạn có thể để ý là mỗi khi mình nghe cái bài nhạc này cực kỳ may mắn luôn. Đã đủ phếu. Ui, chay. Đang thay đạn dở. Nói chung thế là vậy là ok rồi. Những cảm nhận của mình đầu tiên là nó bắn độ ổn định và cái các bạn biết dòng SMG rồi đấy. Samson thì cực kỳ là phê rồi. Nhưng mà cái này có tăng hơn chút ở cái phiên bản Thompson thường ấy mà mình mới chơi hôm qua thì là nó tăng được thêm 50 đạn này. Mà mình không so sánh kỹ là cái độ ổn định hay là cái độ ổn định hay là sát thương nó có tăng hay không, nhưng mình nghĩ là không tăng đâu. Nó chỉ tăng 50 đạn mà nói chung là nó cực... Về ngoài thì cực chất rồi. Nói chung là sang chảnh lắm các bạn. Rất là phê. Vậy thôi. Rồi, trước mình có chơi về khẩu Bison Gold và... Bây giờ hôm nay là Thompson Gold. Hai khẩu súng đều là SMG hết cả bạn. Các bạn nghĩ là hoàng đế sa mạc sẽ là ai đây? Thompson Gold và Bison Gold, hai khẩu súng mà mình thấy là cực kỳ thích. Trời ơi, nói chung là cái đầu to cứ gặp mình là tét các bạn. Gặp mình là mình cho lên như là như cháo luôn rồi. Ok. Ủa vãi. Không cứu được bạn rồi, xin lỗi, mình đã cố hết sức rồi mà không cứu được bạn. Thế vì nó cần chiến. Nhưng mà mình sẽ về clip này là mình sẽ chỉ chủ yếu là bắn súng thôi. Và cận chiến thì nó hôm nay không phải là ngày của nanh độc, thế là thôi, mình sẽ chủ yếu cứ bắn thôi nhé. Vừa mà sướng lắm ạ, nói chung là chậm do mình cực kỳ là sướng rồi. Ôi vãi. Cố gắng cứu các bạn mà không cứu được. Ngon, lại đầy đạn rồi này. À, chạy đâu? Vãi.
đổ to đúng không, nó không không kiểu không di chuyển nổi các bạn, cứ áp không khí bã xong người đã lăn quay là chết rồi. Ủa, mình được cố định cận chiến mà phát nhưng mà nó bắn chết luôn rồi, nó khỏe quá ấy. Lượng ATK bây giờ mới chỉ là 50% so với độ mức độ max thôi nhé. Nếu mà max nữa thì thôi rồi, nhưng mà nó quá là ghê. Ui con trai, đùa, mình nghe thấy rồi, mình nghe thấy bước chân nó rồi, dập dồn ở đây rồi mà may mà lên kịp, không phát đây là chết rồi đấy. Rồi nhỏ mất mất thành rồi, mà kệ đi không sao bạn, phải chơi khẩu này mà không săn nó phí lắm, lắm quá là lãng phí. Khẩu này săn nói chung là dành cho những người mà thích săn zombie mà, có thủ dâm thì cũng được thôi, thủ dâm cũng khỏe nhưng mà đi săn vui hơn. Để thế nha, mình vừa thấy có một con ở đây này, mình rất là sợ kiểu nó phục kích. Trời ơi, cố lên. Ui dồi, phải đấy mà thêm một tiền nốt con phiếu đấy thì ngon không? Trời ơi, top cứng các bạn. Bắn rất là sướng, nó cái độ êm của nó dường như là những cái tâm chuột các bạn biết là nó kiểu nó không giật rồi. Nhưng mà MG mà các bạn, nên là nó chỉ có sức mạnh tối đa ở cự ly gần thôi. Nếu mà các bạn ở khoảng cách xa quá thì nó bắn rất là yếu. Thế là đấy là cái lý do mà mình khuyên các bạn nên cầm khỏe đi săn. Hoặc là thủ chuông trong đền cổ, bởi vì chúng nó phải chui vào mà các bạn. Ôi, cứu bạn rồi mà không cứu được. Véo kìa, còn véo kìa. Ủa, hay vãi. Ừ, sao đợt này sẽ là dòng SMG sẽ lên ngôi các bạn. Ở dòng SMG duy nhất mà có khả năng cận chiến là Firestling này. Còn đấy cũng cực kỳ là bã này. Ok, trên này này. Các bạn thấy mình bắn tầm xa chứ đấy là tầm trung bình thôi nhá. Trung bình mà bắn nó như vậy đúng không ạ? Bắn thối vậy. Trời ơi, gặp đồ to không cần phải chạy các bạn, không cần phải chạy luôn. Cửa có cái kho đạn nó nhặt mất của nhau. Hết sạch đạn rồi các bạn. Đây ra đây nhặt cái kho này này. Gió đường không thì sợ nó phục kích này. Nghe đã vậy. Cứ cái bài bản nhạc này vang lên thì kiểu gì cũng có do mày nằm xuống à. Rồi đây. Đủ thanh niên kia. Cố lên Linh Bảo Kê. Rồi ok, giết được con đầu to là cứu được mạng nó đấy. Con tàu AK VIP à. Ôi đâu hết rồi nhỉ. Trời đấy, tầm xa nó hơi bị thối một chút. Nhưng mà các bạn để ý là cái khi mà nhìn cái nòng súng ấy, nhìn cái đầu nhìn nó hoa mắt vãi. Nhìn mấy cái vạch 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 tròn tròn ở cái đầu nòng súng ấy. Ôi đây này, đây này. Thế rồi nhá. Rồi. Bắt đầu rồi. À được, thế này trốn à. Ôi, hai thằng nó trốn ở đấy các bạn. Nhưng mà cuối cùng là hai thằng nó bắn em nó phi vào. Cày thật. Giết. Ủa, nó giải. Xuống lên. Ui, thằng nào ăn đấy. Thằng heo này chắc là đang thủ ở đấy các bạn. Nó thủ dâm ở cái cầu. Lên đi đồ to, đúng rồi, lên đi. Lên, đúng rồi. Được, lên mình sẽ lên cùng nó. Linh đến đây. Tiếp. Ôi, cào chúng được 2 phát. Để cào được 2 phát mà mình sắp dẹo đến nơi rồi. Đồ con heo thủ tâm để ức chế đấy. Chứ khi đồ to kiểu lúc đấy đồ to nó bật em lên trước đi. Thế là nó không trụ được.
Ồ cũng may phết nhỉ, mình không không bị hóa giòm nhé. Đúng là cái sự thật là rất là chưa từng xảy ra mất. Trời ơi nó đã. Ừ, sát đồ to này, sát đồ to nó rất sướng. Cầm cái này đi dã đồ to này thôi rồi các bạn. Cảm giác như nó bắn bao nhiêu thì nó hít bấy nhiêu đạn rồi. Rồi, của Linh. Trời ơi, nó phê vãi. Rồi. Đây, đây, đây. À, bật ép à, chấp bật ép luôn. Để mình có kho đạn đấy. Thực ra mình thế. Lì vậy, không chết luôn. Ra cả băng cho mày thì như là... Không hiểu sao nó tự nhiên nó lì vậy. Đâu rồi? Con đồ to nó hồi sinh ra mình vậy. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi đây bạn ơi. Trốn. Đủ cầm chiến luôn. Nó bắt em rồi. Trời ơi, ngon vãi. Nó định phục kích mình ấy. Đồ to khôn vãi. Trời ơi, phê vãi, 6 kill rồi. Trời ơi. Hai đồ to các bạn nhìn đây. Rồi chỉ bắn vào ngực thôi nhé, bắn vào ngực không hết một băng. Băng nếu mà bạn căn được vào đầu thì chắc là 10, chắc là 10 đến 15 viên là chết. Toàn ăn được đồ to, bạn từ đấy là toàn ăn đồ to. Xác con vẹo nằm ở đây. Đồ to kia. Cái khẩu này mình nghĩ là à được. Nó không đủ thùng nổi chứ, bởi nó kiểu khô cái độ xuyên thấu nó cực thấp luôn này. Tụ bắn mấy viên chết luôn này. Ở đây. Vãi, may mà mình không mất cảnh giác, phát đến mà mất cảnh giác là chết rồi đấy. Trời ơi, 14 kill. Ui, lag kìa. Ủa, xin chết, phát đến bị lag. 16. Tiếp nào, quế đâu đi. Và đây Linh chấp hết. 17 ơi. À đây đây đây. 18 này. 19 này. Ui. Hai con bé, hai con bé chạy. Vãi, và đây mình thấy hai con bé ở đấy rồi. Nói chung là cái khẩu này mà là nếu mà săn, nếu mà cơ đi săn mà cái map nó nhỏ hơn một chút ấy, như kiểu đền cổ hoặc là khu vui chơi Noel ấy, mình nghĩ là nó ăn nhiều kill lắm. Ôi trắng mắt rồi. Ôi nói chung là bắn con này rất là phê các bạn, nên là mình sẽ làm dài dài một chút nhé. Được, thế nên là không biết chạy được, không biết mình ở đâu luôn rồi. Cầm khẩu này không đến nơi không phải đổi súng các bạn. Cứ cầm thế này là chôn giòn rồi, không cần phải đổi súng mà sẽ chạy. Ở đâu hết này? Để giòn đông vết hả mày? Cần phải đi bình tĩnh nhá, cái chỗ này rất hay bị chúng nó bắt cua. Khi chúng nó cua vào cho nó đường hẹp ý, rất dễ chết được cái đoạn đấy. Đã đủ đâu ấy? Thế lóe lên một cái mày. Ha, à, sỏ à? trốn. Kiêu. À, bật em à. Trời ơi, khung ngán. Bật em ở đây. Đủ hai con vèo. Hai con vèo mỗi thằng mỗi con một bên thì mình leo ở trên cái thùng, thế là xong. Thế là thoát. Bật vào đây. Trời ơi, phê. Chết thôi, chạy. Rồi. Cuối cùng là bắn chết. Nhìn này, nhìn nó rồi. Ok. Clip có khi về Thompson Gold đến đây kết thúc. Các bạn xem clip thì nhớ like, share và cho một góp ý cho mình về cái cá nhân được khẩu súng này nhá. Ok, bye.